thưa quý vị xung đột giữa nga và ukraine là một cuộc xung đột mang tính tiêu hao đòi hỏi lượng lớn vũ khí nói chung và vũ khí hiện đại nói riêng để đáp ứng yêu cầu đó mỹ và các nước phương tây đang đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí hiện đại cho ukraine trong khi đó nga đã nhiều lần cảnh báo nước này sẽ có các biện pháp đáp trả tương ứng mới đây nhất tổng thống nga vladimir putin đã cảnh báo rằng moscow sẵn sàng vũ trang cho triều tiên nếu mỹ và đồng minh tiếp tục cung cấp vũ khí hiện đại cho ukraine cũng như tạo điều kiện cho ukraine tấn công vào lãnh thổ nga xin mời quý vị cùng theo dõi Tuyên bố của ông Putin được đưa ra sau khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Bình Nhưỡng, nơi hai bên đã ký hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt là hiệp ước phòng thủ chung. Tổng thống Putin tuyên bố, những người cung cấp những vũ khí này tin rằng họ không có chiến tranh với chúng tôi. Tôi đã nói, kể cả ở Bình Nhưỡng, rằng chúng tôi có quyền cung cấp vũ khí cho các khu vực khác trên thế giới. Việc Nga và Triều Tiên ký hiệp ước phòng thủ chung đã gây ra phản ứng khắp khu vực với việc Hàn Quốc triệu tập đặc phái viên của Nga hôm 21 tháng 6, còn Nhật Bản và Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc. Mỹ sau đó gọi những bình luận của Tổng thống Putin là cực kỳ đáng lo ngại. Hiệp ước phòng thủ chung xuất phát từ bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine là thỏa thuận quan trọng nhất được ký kết giữa Nga và Triều Tiên trong nhiều thập kỷ và được coi là sự hồi sinh của cam kết phòng thủ chung thời chiến tranh lạnh năm 1961 giữa hai nước Thỏa thuận này được ký kết hôm 19 tháng 6 trong chuyến đi của tổng thống Nga tới Bình Nhưỡng, nơi ông Putin nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Tổng thống Putin không nêu rõ sẽ cung cấp vũ khí nào cho Triều Tiên, tuy nhiên nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bấy lâu nay mong muốn thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật trong kho đầu đạn hạt nhân, tên lửa, tàu ngầm và vệ tinh của nước Đông Á này. Đây cũng là những lĩnh vực mà Nga có lợi thế về công nghệ. Trong thời gian dài, Nga tuân thủ nghị quyết của Liên Hợp Quốc về hạn chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, trong bối cảnh Triều Tiên đã thực hiện 6 vụ thử hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa. Tuy nhiên, Nga hiện nay đã có những điều chỉnh trong chính sách đối với Triều Tiên. Cụ thể, ông Putin ủng hộ chấm dứt lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên. Ông Putin so sánh các lệnh trừng phạt bao vây nhằm vào Triều Tiên cũng giống việc thành phố Leningrad Liên Xô bị Đức Quốc xã bao vây trong Thế chiến thứ hai. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên nên được đánh giá lại, khi mà vì các lệnh trừng phạt này, nhiều gia đình Triều Tiên gặp khó khăn. Với những cảnh báo này từ ông Putin, Mỹ có thể sẽ phải cân nhắc cái giá phải trả nếu tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Những động thái này được xem là nhằm đáp trả việc Mỹ và đồng minh gần đây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga. Nhà Trắng đưa ra quyết định này vào cuối tháng 5 năm 2024, Tuy nhiên, Mỹ đưa ra giới hạn là Ukraine chỉ được phép tấn công mục tiêu quân sự gần biên giới. Trước chuyến thăm Triều Tiên, Tổng thống Nga Putin đã đưa ra những điều kiện mới để chấm dứt xung đột Ukraine. Ông tuyên bố Nga sẽ đồng ý ngừng bắn và tham gia đàm phán nếu Ukraine rút quân khỏi bốn tỉnh mà Nga mới sắp nhập, đồng thời từ bỏ ý định gia nhập khối quân sự NATO. Ukraine và các đồng minh phương Tây đã lập tức bác bỏ đề xuất này của ông Putin. Kể từ đó, nhà lãnh đạo Nga và đội ngũ trợ lý của mình đã hối thúc phương Tây hãy nghiêm túc xem xét đề nghị của ông. Họ cũng cố gắng gia tăng áp lực, cảnh báo phương Tây rằng điều kiện đàm phán có thể trở nên khắc nghiệt hơn nữa. Nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo rằng trước tình hình mới, Nga đang xem xét thay đổi học thuyết hạt nhân của mình. Hàn Quốc, một đồng minh của Mỹ, đã phản đối hiệp ước phòng thủ chung giữa Nga và Triều Tiên, đồng thời triệu tập đại sứ Nga để bày tỏ quan ngại, một động thái ngoại giao hiếm hoi minh họa cho căng thẳng giữa Seoul và Moscow. Theo hãng tin AP, Hàn Quốc hôm 20 tháng 6 cho biết họ sẽ xem xét việc gửi vũ khí cho Ukraine, một sự thay đổi chính sách lớn được đề xuất sau khi Nga và Triều Tiên ký một hiệp ước tương trợ lẫn nhau. Tổng thống Nga Putin cũng cảnh báo Hàn Quốc không nên cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine vì đó là sai lầm rất lớn, và nếu điều đó xảy ra, Nga sẽ thực hiện các giải pháp phù hợp. Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều nằm gần Triều Tiên, có nhiều binh sĩ Mỹ đóng trong các căn cứ trên đất Hàn Quốc và Nhật Bản. Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Chang Ho Jin cho biết, Seoul sẽ xem xét lại vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine để giúp nước này liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra. Hàn Quốc đã cung cấp viện trợ nhân đạo và các hỗ trợ khác cho Ukraine, đồng thời tham gia các lệnh trừng phạt kinh tế do Washington dẫn đầu nhằm vào Moscow. Nhưng nước này không trực tiếp cung cấp vũ khí cho Kiev, với lý do chính sách lâu đời là không cung cấp vũ khí cho các quốc gia đang có xung đột. Trước đó, hồi đầu tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích về các nước phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga, đồng thời cảnh báo Nga có thể cung cấp vũ khí tầm xa tương tự cho những nước khác để tấn công các mục tiêu phương Tây. Phát biểu với biên tập viên cấp cao của các hãng thông tấn quốc tế ở San petersburg hôm 5 tháng 6, Tổng thống Putin cho biết Moscow đang cân nhắc việc cung cấp vũ khí tầm xa tiên tiến có tính chất tương tự như loại mà phương Tây đang chuyển giao cho Ukraine, cho các đối thủ của phương Tây trên khắp thế giới. Ông Putin trong bình luận của mình đề cập đến tên lửa tầm xa được Mỹ và Anh cung cấp cho Ukraine. Ông Putin tuyên bố rằng nếu ai đó nghĩ rằng họ có thể cung cấp những loại vũ khí như vậy cho một vùng chiến sự để tấn công vào lãnh thổ của chúng tôi và gây ra vấn đề cho chúng tôi, thì tại sao chúng tôi lại không có quyền cung cấp vũ khí cùng loại cho các khu vực khác trên thế giới, những nơi sẽ diễn ra các cuộc tấn công và những cơ sở nhạy cảm của các quốc gia phương Tây đó. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng những hành động gần đây của phương Tây sẽ phá hoại an ninh quốc tế và có thể dẫn đến những vấn đề rất nghiêm trọng. Ngày 19 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Triadkov cũng tuyên bố, Moscow đang thảo luận với các đối tác thân cận nhất về việc triển khai vũ khí tầm xa. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Triadkov cho biết Nga có các đối tác thân thiết nhất ở cả châu Á, cũng như khu vực mỹ Latin và tình hình an ninh đang được giải quyết một cách thực chất, không chỉ ở cấp độ trao đổi đánh giá. Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh, không có gì mới trong chuyện này. Vấn đề bố trí vũ khí tầm xa đang được nêu ra với một số đối tác của chúng tôi. Ông Triadkov không đề cập đến tên quốc gia nào, nhưng lưu ý các cuộc thương lượng đang diễn ra đều tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ theo các công ước mà các nước có thể đã ký cam kết, bao gồm cả những thỏa thuận Nga không tham gia. Cũng trong cuộc phỏng vấn với TASS, ông Triadkov cảnh báo, Moscow không loại trừ khả năng hạ cấp quan hệ ngoại giao với Washington để đáp trả việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine nhà ngoại giao cấp cao Nga chia sẻ, phản ứng của Nga trước động thái của Mỹ có thể bao gồm các biện pháp trả đũa đối với một số tài sản phương Tây đang trong tay chúng tôi, kể cả đáp trả tương xứng và hạ cấp quan hệ ngoại giao. Có thể còn có một loạt bước đi khác hoặc chỉ có một, xin nhắc lại lần nữa, tùy thuộc vào mức độ độc hại trong hành động của họ, chúng tôi sẽ điều chỉnh các biện pháp ứng phó của mình. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21 tháng 6 khẳng định Nga sẽ tiếp tục phát triển kho vũ khí hạt nhân của nước này như một biện pháp răn đe và tự vệ. Phát biểu tại cuộc họp với các sinh viên tốt nghiệp từ các học viện quân sự hôm 21 tháng 6, Tổng thống Putin cảnh báo rằng Nga sẽ sử dụng mọi phương tiện sẵn có để tự vệ nếu sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa. Chúng tôi có kế hoạch phát triển hơn nữa bộ ba hạt nhân như một sự đảm bảo cho khả năng răn đe chiến lược và duy trì cán cân quyền lực trên thế giới. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Nga và phương Tây về xung đột Ukraine. Dù tuyên bố không tham gia xung đột, song Mỹ và các đồng minh vẫn tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine. Bộ ba hạt nhân mà tổng thống Nga Putin nhắc đến bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trên đất liền, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược, tất cả đều có thể mang đầu đạn hạt nhân. Những hệ thống vũ khí này nhằm đảm bảo rằng đối phương không thể loại bỏ lực lượng hạt nhân của Liên bang Nga chỉ trong một cuộc tấn công đầu tiên. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nói rằng bất kỳ cuộc xung đột nào liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân đều sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho nhân loại. Vào đầu tháng 6 năm 2024, ông Putin lưu ý rằng học thuyết hạt nhân của Liên bang Nga quy định rằng những vũ khí như vậy chỉ có thể được sử dụng khi đối mặt với mối đe dọa đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Nhưng nói thêm rằng Moscow đang xem xét sửa đổi điều này. Học thuyết hạt nhân hiện tại của Liên bang Nga nêu rõ rằng Moscow có thể sử dụng loại vũ khí này để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân hoặc trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công thông thường gây ra mối đe dọa cho sự sống còn của Liên bang Nga. Kể từ khi xung đột Nga Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, một số nhà phân tích quân sự Nga có quan điểm cứng rắn đã ủng hộ việc Nga hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông Putin cho biết Nga không cần phải thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay những diễn biến tiếp theo liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày trên kênh youtube báo điện tử vov chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành cùng quý vị còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại